dạ ý nghĩa nha, sợ trẻ mà không ai nói được nha, đúng không? Hai con lên đây con, thấy cưng ghê không? Hả? Đứng lên, lên đi con. Năm trước kêu bằng anh Long, năm sau kêu bằng chú Bảy. Đọc kêu không bà con? Hồi trước giờ đi hát kêu bằng anh Long Long không à, bây giờ chú Bảy, dạ thưa chú Bảy. Thưa chú Bảy ơi, thưa chú Bảy không? Không, thưa chú Bảy cầm video thôi. Dạ thưa chú Bảy. Hả? À có nghĩa là hôm nay là đại lễ giỗ tổ nhà mình con gái. Nhưng mà tại vì do nơi là chú Bảy sợ là nhiều khi mình ca mình hát thì bà con cô bác ở ngoài miền Bắc đang ngập lụt. Nhưng mà sẵn dịp ở đây thì thôi thì bà con cô bác rất là đông. Cho nên hồi sáng này chú Bảy nghĩ là lời ca tiếng hát của mình không có đem không được. Mình lời ca tiếng hát của mình hiện tại bây giờ là đi tới đâu hát tới đó. Mà hát phải là có tiền. Có tiền để làm gì? Làm từ thiện cho bà con cô bác ở ngoài miền Bắc á. Bà con cô bác đang cần một miếng khi đói bằng một gói khi no, cho nên hát là phải có tiền trong cái thùng tiền này để chú Bảy chuyển ra mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bao nhiêu cũng được hết trơn á. Bao nhiêu cũng được hết. Bỏ tiền ra đây hát chú. Dạ đúng rồi. Con chuyển khoản sao được? Chuyển khoản cũng được. À, nãy giờ chú Bảy có nhận chuyển khoản luôn con. Ngộ giá. Trời, giờ bà con thấy nó rất là thông dụng hơn. Không cần có tiền mặt trong túi, chỉ cần bấm cái ten qua cái là được rồi. Miễn sao mà Long có chuyển. Hôm nay là mình xong cái đại lễ giỗ tổ này. Cháu của Long cũng vậy, lát nữa cho tiền nè. Hai cháu nè, chú Bảy không đó nha. Nó thấy chưa, một lát nữa chú Bảy sẽ có tiền. Chiều nay xong công bố tất cả mọi việc tiền bạc trên Facebook. Hồi nãy giờ chập đầu tiên chú Bảy xin được gần ba mấy, gần 40 triệu rồi đó. Chập thứ hai này cũng là cũng chắc cũng mười mấy triệu lát điểm. Hai đứa con gửi 2 triệu. Ôi trời ơi, bao nhiêu cũng được rồi. Đúng rồi, là tuyệt vời rồi, còn gì nữa. Tại vì cháu mới cho, hai cháu mới cho hình như là 40 triệu đúng không? Dạ. Thấy, chú Bảy thấy mà. Gửi ra cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam 40 triệu rồi, bây giờ cho 2 triệu nữa thì thôi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây, nhiều cây chụm lại thì thành hồn núi cao, phải không bà con? Đó, nhiều cây chứ không có ba cây. Rồi, hát đi con. Để thổ tổ của chú Y Kim Tiểu Long thì trước hết thì cho Saka gửi lời chào thân thương đến tất cả các tình yêu của mặt của anh em nghệ sĩ à. Và một bài hát xin được gửi tặng cho tất cả quý vị ở đây là một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Bình được mang tên Gặp Được Nhau. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Nhạc sĩ cảm ơn nhiều.
có một bài viết à. Bây giờ mình mời ai vậy chú yêu ơi? Ủa có bài hả? Dạ có bài à. Hai đứa có bài nhất thôi á. Có bài thiệt luôn hả? Rồi chị Thư mới gì? Một tràng pháo tay từ lớn cho anh Hồ Việt Trung và Saka Chương Tiền quý vị. Quá tuyệt vời, trai tài gái sắc, đẹp quá. Rồi và để Lý Tu kịp tất cả chị các bạn sẽ thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ. Lần đầu tiên em kính cầu gì đến cả nhà, lời chúc sức khỏe của Tân Thư và lời trân trọng nhất. Hôm nay mình dỗ tổ thì không hẹn gì đâu. Làm chân quy mọi người ơi. Anh làm chân quy mọi người ơi. Chào anh quy, chào anh quy. Làm chân quy mọi người. Em thì em không biết hát gì nữa, em nghe anh hát.